Bán hàng online mới 3 tháng, Hồng Loan đã chính thức tậu ô tô cực sang trọng để tiện việc di chuyển lấy hàng. Như khán giả yêu mến Hồng Loan đã biết, từ khi cha ruột là cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, cuộc sống Hồng Loan có nhiều xáo trộn. Hồng Loan đã chính thức bỏ công việc cũ và chuyển sang bán hàng online. Nhờ những khán giả yêu thương và những người yêu quý cô, cố nghệ sĩ Vũ Linh đã ủng hộ, Hồng Loan rất thuận lợi trong công việc mới. Giờ đây Hồng Loan livestream chuyên nghiệp, ăn nói tự tin hơn, có đội ngũ chốt đơn hỗ trợ khiến nhiều khán giả của cố nghệ sĩ Vũ Linh cảm thấy mừng cho Hồng Loan. Sau sự thành công của những món đồ ăn vặt, mới đây Hồng Loan tiếp tục bán những sản phẩm cao cấp hơn nhằm nhắm đến thị trường bà con Việt kiều ngoài nước. Được biết, nhờ được chị Ni và các bạn bè yêu thương đã giúp Loan kiếm được nguồn hàng uy tín và giá cả phải chăng, nên chị bán rất tốt, khán giả ủng hộ rất nhiều. Trong mùa trung thu, Hồng Loan bán rất đắt hàng các sản phẩm bánh trung thu, khán giả yêu thương nên ủng hộ chị rất nhiều, điều đó khiến chị rất phấn khởi. Mới đây nhất, nhờ sự giúp đỡ của truyền thông của Hoa hậu Phương Lê, chị Hồng Loan đã nhập thêm các sản phẩm phụ kiện thời trang, túi sách cao cấp để bán online. Mới đây, sau 3 tháng bán hàng online, Hồng Loan thông báo tin vui đã chính thức tậu xe hơi để tiện việc di chuyển và đi lại lấy hàng cùng các đối tác. Con gái của nghệ sĩ không giấu nổi cảm xúc phấn khởi khi nhận về con chung mới toanh của mình. Thích nhất mùi xe mới và cảm giác bốc tem, kêu rẹt rẹt đã gì đâu, từ nay có thêm phương tiện để ship hàng cho mọi người rồi. Được biết dòng xe mà Vũ Luân tặng cho em gái Hồng Loan là Kia Carnival 2022, màu nâu với kiểu dáng bên ngoài cực sang trọng. Nội thất bên trong xe được nữ nghệ sĩ khoe với công chúng trông vô cùng tiện nghi. Dòng xe này có giá dao động từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ. Kia Carnival được trang bị nhiều công nghệ an toàn với các tính năng tiên tiến như hỗ trợ giữa làn đường, phanh tự động tránh va chạm và ga tự động thích ứng khoảng cách. Một số trang bị an toàn khác có thể kể đến như cảm biến va chạm trước sau, camera 360 độ và 7 túi khí. Mẫu xe đời 2023 Hồng Loan mua có hai phiên bản động cơ máy dầu và máy xăng. Loại máy dầu là 2,2 lít có công suất 199 mã lực, mô men xoắn là 440. Bản máy xăng là 3,5 lít có công suất 268 mã lực, mô men xoắn là 331 và hệ dẫn động cầu trước dùng chung. Bên cạnh sự vui mừng vì tậu được xe do chính cục sức mình làm ra, Hồng Loan không quên cảm ơn các khán giả đã luôn yêu thương cha Vũ Linh cũng như ủng hộ con gái của cha. Hồng Loan hứa sẽ sống thật tốt, làm từ thiện nhiều theo tâm nguyện của cha để không phụ lòng yêu thương của mọi người. Luật sư của Hồng Loan thông báo tòa đã giải quyết đơn kiện mẹ con Hồng Phượng nhận cái kết đắng. Mới đây trên trang cá nhân, luật sư Tuyết là luật sư bảo vệ quyền lợi của Hồng Loan đã gửi thông báo tin cực vui là tòa án quận Phú Nhuận gửi văn bản bác đơn kiện mẹ con cô Sáu Hồng Nhung với việc chia đều khối tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ra quyết định chính thức, Hồng Loan sẽ được toàn quyền sở hữu quyết định đối với hai tài sản theo luật thừa kế của pháp luật. Chánh án Tòa án Nhân dân TP.HCM Lê Thanh Phong gửi văn bản quyết định chính thức đến bà Võ Thị Hồng Loan thông báo rằng tòa đã bác đơn kiện yêu cầu Hồng Phượng và mẹ ruột bồi thường danh dự và tổn thất tinh thần cho Hồng Loan hơn 2 tỷ. Trong đó bao gồm tiền tổn thất tinh thần và thời gian của vụ kiện ảnh hưởng đến công việc của người bị kiện. Trong 15 ngày làm việc, các bị đơn phải hoàn thành các trách nhiệm bồi thường của mình, quá thời hạn sẽ bị phạt theo lãi suất ngân hàng. Theo chánh án Tòa án quận Phú Nhuận, yêu cầu của mẹ con bà Võ Thị Hồng Nhung là vô lý, không có cơ sở pháp lý rõ ràng, không thể căn cứ vào lời nói miệng của ông Võ Văn Ngoan, tức nghệ sĩ Vũ Linh, để chia đều tài sản giữa các con cháu và gia đình. Trước khi ông Võ Văn Ngoan qua đời, ông đã chuyển tên toàn bộ tài sản cho con gái là Võ Thị Hồng Loan, đã thể hiện rõ ràng trong các văn bản liên quan. Tòa cũng không cần xác định là bà Loan có phải là con ruột của ông Võ Văn Ngoan hay không, mà căn cứ vào giấy tờ hợp pháp của cha mẹ được lưu trữ trong hồ sơ công dân để xác định rằng bà Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất, có toàn quyền sở hữu và quyết định về các tài sản của cha ruột để lại. Tòa cũng yêu cầu nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung phải bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần, số tiền bà còn thiếu nợ Hồng Loan khi còn ở chung nhà, tổng cộng 2,55 tỷ. Trước đó, cô Sáu đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình giải thích mọi chuyện, tuy nhiên khán giả vẫn khẳng định lời cô Sáu giả tạo và lươn lẹo. Nguyên văn bài đăng của cô Sáu Hồng Nhung như sau. Di nguyện của anh cô Sáu luôn là căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm sẽ làm nhà từ đường để người thân khán giả ghé thăm. Trái với những gì nói trước truyền thông, bản thân con là người không đồng ý từ đầu, dẫn đến hai bên không thể thống nhất ý kiến. Sau đó con liên tục gây khó dễ để chèn ép những người mong muốn thực hiện di nguyện này. Thậm chí chưa đầy 100 ngày con còn thưa vợ chồng chú Bảy lên phường vì lý do nhà của con phải có con cho phép mới được vào thắp hương. Chắc con chưa quên những lần làm khó làm dễ nhiều người, nhiều lần trên công an phường cũng chưa quên hành vi của con còn khiến mọi người thốt lên. Sao chị cạn tàu ráo máng vậy? Rất nhiều lần như vậy khiến cô Sáu buộc lòng phải đưa vụ việc ra tòa, trả lại sự trong sạch danh dự cho họ. Cô Sáu không mong cầu con giúp, cũng chưa từng đề xuất con phải bán đất chia tiền. Mong muốn của cô là di nguyện của anh trai mình được hoàn thành. Nếu con đồng ý việc làm giấy tờ nhà thành nhà từ đường theo đúng di nguyện, thì chúng ta sẽ cân nhắc đến đơn kiện con đề cập. Về số tiền phúng điếu,
con là người nhận bóc phong bì, đọc để Hồng Phượng và Bùm Bùm ghi, con cũng đích thân kiểm tiền. Khán giả, nghệ sĩ đi như thế nào con đều biết, vậy tại sao lúc đó con không lên tiếng, không nhận tiền phúng điếu, chỉ nhận tấm lòng? Để bây giờ hơn 3 tháng trôi qua, người đi phúng điếu không muốn lên tiếng, vì mong người mất yên nghỉ, bản thân con lại không để ba yên nghỉ dù chỉ một ngày, bằng việc mỗi ngày một bài viết kể lể kêu gọi nhắn tin cung cấp thông tin để trả tiền, để không mắc nợ. Số tiền phúng điếu đã dùng toàn bộ cho việc lo hậu sự, các khoản chi tiêu có ghi chép, không ghi chép thì nhắn tin, thậm chí con cũng dùng khoản đó để chi tiêu. Quốc không phản đối ý kiến của con có đầy đủ thông tin ghi chép và vai trò để tự đi xác minh với từng người, tự công khai người phúng điếu, số tiền họ đi phúng điếu, tự quyết định và thực hiện việc trả lại họ. Về một viên gạch, cô và mọi người, kể cả con đều biết vì việc này và thậm chí con còn lên tiếng cậy nhờ đến sự giúp đỡ của cô Tiên, chú Thành. Số tiền dùng làm gì, hết bao nhiêu, vì sao hết con cũng đã được thông báo và tham gia góp ý. Bản thân cô không cầm sao kê, cũng chưa từng xem sao kê đó, nhưng gia đình cô tin tưởng vào những bạn bè, anh em đã giúp đỡ gia đình, giúp đỡ ba con lúc khó khăn, trân quý từng khán giả đã chung tay cùng gia đình đồng lập mộ. Hiện nay hậu sự đã lo xong, ngôi mộ đã hoàn thành, cô cùng mọi người không có nhu cầu xác minh làm rõ hay thắc mắc gì về các khoản tiền mà mọi người đã cùng chung tay giúp đỡ. Cô không thấy có lý do gì mình phải làm thay con hay cùng con thống kê. Việc mong muốn có thông tin là từ phía con nên tự mình chủ động nhắn tin, gọi điện hay hỏi thăm từng người đã thu, chi để xác minh làm rõ. Còn lại, như con đã nói, con là con gái của ba Võ Văn Ngoan, con có quyền, con được hưởng thừa kế tài sản hợp pháp. Nhưng rất nhiều lần con trả lời báo chí, vì con là con duy nhất nên tất cả mọi thứ phải thông qua con, do con quyết định, nên đã đến lúc con nên chủ động thực hiện bổn phận, nghĩa vụ trả nợ trần gian của ba thay vì tiếp tục kêu gọi cô hay những người khác trả thay hay đóng góp. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nhận Hồng Loan làm con nuôi, dìu dắt trên con đường nghệ thuật. Mới đây trên Facebook chính thức, nghệ sĩ cải lương tài danh Lệ Thủy thông báo cô nhận Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh làm con nuôi. Cô cho biết, mình đã chứng kiến Hồng Loan từ nhỏ đến lúc lớn, thương bé Loan sống không có mẹ từ nhỏ, phải theo cha đi diễn ở nhiều tỉnh suốt nhiều năm. Vì thế, ở nhà sẽ không có ai chăm sóc. Thập niên 90, Lệ Thủy nổi lên như một hiện tượng, cô có nhiều vở diễn kết hợp cùng cố nghệ sĩ Vũ Linh, tạo được ấn tượng với công chúng. Đến nay, số video nghệ sĩ Lệ Thủy quay rất nhiều và gần như không nhớ nổi, lúc thì những cuộn video tân cổ giao duyên, khi là những vở cải lương tâm lý xã hội và trụ nhất là những vở tuồng cổ. Nữ nghệ sĩ cho biết, tuy Hồng Loan không theo con đường nghệ thuật, nhưng nếu Hồng Loan cần giúp đỡ các vấn đề liên quan đến quảng cáo và kinh doanh, cô sẵn sàng nhờ các con và bạn bè nghệ sĩ giúp đỡ. Dưới bài đăng, Hồng Loan cũng bình luận cảm ơn mẹ nuôi, chị đã yêu quý cô Lệ Thủy từ nhỏ bởi tính tình hiền lành và giản dị của cô. Không ngờ có ngày được làm con nuôi của cô, điều đó khiến Hồng Loan xúc động. Mình may mắn vì nổi tiếng từ khi còn trẻ. Năm 16 tuổi, nữ nghệ sĩ đạt huy chương vàng ở giải Thanh Tâm, giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực cải lương trong thập niên 1950-1960. Nhờ giọng hát được ví như chuông ngân cùng vẻ ngoài xinh xắn kiều diễm của một cô đào hát, Lệ Thủy nhanh chóng được đưa lên vị trí đào chánh, sâu diễn liên tục cùng mức cát-xê cao. Tuy nhiên, thời điểm hoàng kim của tên tuổi cũng là lúc Lệ Thủy đối diện với loạt biến cố mà mỗi khi nhắc lại, nữ nghệ sĩ vẫn thấy rùng mình. Sáng mùng 2 Tết năm 1968, trong lúc cả gia đình bà đi vắng, ngôi nhà bất ngờ bốc cháy, thiêu rụi hoàn toàn những vật dụng, tài sản giá trị trong nhà. Hai hôm sau tôi mới về nhà, thấy mọi thứ đều cháy rụi. Cả gia tài của tôi đều không còn gì, toàn bộ son phấn, đồ diễn, gia tài đi hát của tôi cũng không. Nhưng cũng may lúc đó tôi vừa ký hợp đồng đi hát trước Tết, nên trong người còn vài trăm đồng, mới đi mượn thêm tiền để sửa sang. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, điều không may khi thời điểm ấy, biến cố lịch sử xảy ra khiến nhiều đoàn cải lương không được biểu diễn trong thành phố. Nhà cửa tài sản không còn, bản thân cũng buộc phải nghỉ hát, Lệ Thủy buồn rầu. Định giải nghệ chuyển sang buôn bán nhỏ, nhưng rồi cũng không thực hiện được. Nhiều năm qua truyền thông đưa tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống độc thân không con cái, ở cùng em gái Hồng Nhung và cháu gái là ca sĩ Hồng Phượng. Tuy nhiên tại đám tang, Hồng Loan xuất hiện để tang cho cha, chia sẻ về mối quan hệ với ông hoàng cải lương Hồ Quảng. Tại đám tang, Hồng Loan cho biết cô được ba giấu kín thông tin trước báo chí vì muốn con gái có cuộc sống yên ổn, không bị làm phiền. Tôi không theo nghệ thuật, nhiều năm qua sống kín tiếng, chỉ người thân và đồng nghiệp biết đến tôi, Hồng Loan chia sẻ. Hồng Loan rất xúc động và vui mừng vì từ nay có thêm một người mẹ nuôi làm chỗ dựa tinh thần.